Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm kem chuối. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên là ta rang đậu phộng. Đây là một rang đậu phộng các cháu ạ. Đó là một rang đậu phộng. Ta bắt đầu bật bếp lên. Bây giờ đậu phộng của ta đã được rồi các cháu ạ. Ta bắt đầu tắt bếp đi. Ta bắt đầu đổ đậu phộng ra cái dĩa cân này. Các cháu ơi, bây giờ ta bắt đầu đi nấu nước dừa. Trước tiên ta đổ vô đây một ít nước. Đó. Ta bật bếp lên. Bây giờ cô bắt đầu múc vô trong cái chén này một ít bột năng. Đó, cô múc vô trong cái chén này ít bột năng. Các cháu nhớ nè. Các cháu ơi, đây là 30g bột năng. Ta bắt đầu đổ nước vào. Giờ mình quậy cho bột năng tan các cháu ạ. Đó. Giờ cô quậy cho bột năng nó tan. Bây giờ cô đổ vào trong cái chảo này nửa lạng đường. Cô cho đây một chút vani, một chút muối. Các cháu ơi, cô bỏ trong này 15.000 nước dừa. Các cháu nhìn nè, nồi nước dừa của ta nó sánh rồi nè. Đó, nó sánh rồi. Đó, nước dừa của cô đây. Cô bắt đầu tắt bếp. Các cháu biết không, cô quậy bột nè, bột của cô sánh như là bột của em bé vậy đó. Đó, cô cho vào đây 15.000 nước dừa và nửa lạng đường và 20g bột thì bà cô chừa lại. Các cháu nhớ quậy là như bột đặc như là bột em bé vậy đó, giống như bột em bé lỏng lỏng. Các cháu ơi, bây giờ ta bắt đầu đi bóc vỏ đậu phộng. Đó, mình bỏ đậu phộng trong cái hộp này các cháu này. Đó, bắt đầu lắc. Cô đi luộc chuối. Giờ bắt đầu cô đi luộc chuối. Các cháu ơi, bây giờ là cân 3 lạng chuối. Cô
1 cân 3 lạng chuối. Bây giờ cô bắt đầu sắc chuối. Giờ cô bắt đầu sắc chuối. Bây giờ cô bắt đầu đổ bột vào trong cái tô chuối này các cháu ạ. Đây là nước dừa cô nấu chung với bột. Đó, nước dừa cô nấu chung với bột. Giờ cô bỏ đậu phộng vào. Đó, mình quậy chung với bột, với nước dừa. Bây giờ thì cô bắt đầu múc chuối vào trong ly. Cháu ơi, bây giờ ta bắt đầu đổ dừa vào trong cái tô này các cháu. Đó, bỏ dừa xoay vào cái tô này. Ta bắt đầu đổ đậu phộng vào trong cái tô này luôn. Và ta đổ nửa lạng đường vô trong tô này luôn. Đó, bây giờ cô bóp cho nó tan cái đường với cái dừa đổ phộng, bóp nó tan đường. Đó, bây giờ cô làm xong cái món này rồi. Các cháu ơi, bây giờ cô bắt đầu bỏ chuối vào trong cái bịch này. Đó. Cô bỏ 3 trái thôi. Mình để cho nó thơm chùm chọc cho các cháu này. Đâu có ép chuối. Các cháu nhớ nhà ép rồi. Béo, béo qua bề lại như này đó. Nó mới đều được. Bây giờ cô bắt đầu đi bỏ nhân vào trong này. Cháu nhìn này, cô múc vừa nhân đậu phộng vừa nhân dừa, cô bỏ trong đây. Đó. Mình rải cho nó đều. Đặt cái hút nhân bỏ vào trong đây. Đó, bỏ trên này. Mình múc bằng thìa là không lớp cũng được đó cháu ạ. Đó.
ta dùng cái đũa ta như vậy, đũa ta xa xa nó đều. Các cháu nhớ nè, mình dùng cái đũa mình xa nó đều nè, đó, mình khóa cho nó đều. Và bên này cũng vậy, mình dùng cái đũa mình đã khóa cho nó đều. Bắt đầu ép chuối, bắt đầu để như vậy để nó ra khỏi không khí đã. Ta bắt đầu gấp lại như vậy, ta bắt đầu ép, các cháu nhớ ép nè. Đó, bẻ qua bẻ lại như vậy này, đó, bẻ qua bẻ lại như vậy, miếng chuối mới vuông được. Các cháu nhớ nè, ép chuối ta phải bẻ qua bẻ lại vậy nè, đó, ấn qua ấn lại, đó. Sau này ta ấn qua ấn lại nè, ấn qua ấn lại. Đó, miếng chuối mới vuông được. Đó, ấn qua ấn lại là miếng chuối vuông được. Bây giờ thì cô đã làm được 7 ly và một miếng chuối to như vậy các cháu này đó. Bây giờ cô làm được 7 ly và một miếng chuối to như vậy. Cô thiếu mất hai cái đồ cắm. Đó, cô làm 7 ly và một miếng chuối to như vậy. Bây giờ cô bắt đầu bỏ vào tủ lạnh. Các cháu ơi, cô mua hết 15.000 tiền nước dừa, nước cốt dừa và 5.000 tiền dừa sợi. Đó, mẹ cô làm dừa sợi nó vẫn còn như đây này đó. Còn chuối là cô mua một nhánh 35.000 mà cô xài không phải hết, vẫn còn nhiều lắm. Còn cái ly này các cháu, cái ly này mình mua ở hàng tạp hóa bán ly trà sữa Trân Châu. Cái ly này mình mua ở hàng tạp hóa bán trà sữa Trân Châu đó. Bây giờ thì kem của cô, kem chuối cô đã đông rồi, cô bắt đầu lấy ra cho các cháu coi nè. Đó, mình bóc ly này, bóc ly nóng này nè. Đó, mình lấy ra bóc nó ra mà các cháu nhìn ly kem, một cái kem chuối này rất là ngon luôn, quá ngon luôn đó. Cô thì cô ho cô không ăn đó. Kem chuối này nhìn rất ngon luôn, một cây kem chuối rất ngon. Và đây là một miếng kem chuối đó, các cháu nhìn này, miếng kem chuối. Để cô sắp thử cho các cháu coi. Cái máy vừa quay phim của cô nó mới bị rớt xong đó, cô cắt cho các cháu coi này đó, ngon không đó. Miếng kem chuối rất là ngon đó. Và đây là cái kem chuối các cháu muốn lấy ra, các cháu bóc này nè, nóng rồi các cháu đẩy nó lên nè, đó, đẩy nó lên đó, cái kem chuối đây, cái thực bóc này nóng này, các cháu đẩy nó lên sờ cho nóng thôi là nó ra đó, mình đẩy nó lên. Cái kem chuối rất là ngon các cháu thấy không. Vậy là ta đã thành công. Thân ái chào các bạn, thân ái chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Các cháu nè, cô mua 35.000 tiền chuối nè, cô vẫn còn 7 trái, 2, 4, 7 trái đó. Còn cô mua 5.000 tiền dừa sợi thì vẫn còn đây. Cô làm hết một lạng đậu phộng và 15.000 nước cốt dừa. Còn bột thì mình cho ít thôi, mình cứ cho lỏng lỏng ấy. Cho vào cái lọc đặc là mình ngưng lại.